Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thông báo tuyển dụng để phục vụ phát triển các kênh truyền hình hiện đại và sản phẩm truyền thông theo xu hướng đa phương tiện của thế giới. Đài Truyền hình VTC cần tuyển dụng nhân sự có tư duy mới, tinh thần làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiện đại ở các vị trí sau đây. Vị trí phóng viên, biên tập viên. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, có kỹ năng viết, xây dựng format và trực tiếp sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình game show giải trí, các MV âm nhạc, clip review thiết bị công nghệ, viral video. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm dựng hình. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất nội dung video online. Vị trí đạo diễn, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình, am hiểu về âm thanh ánh sáng và dàn dựng sân khấu, hiểu biết sâu các thiết bị truyền hình và phần mềm dựng phim. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đạo diễn, quay phim. Vị trí quay phim, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quay phim, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sử dụng các thiết bị quay phim chuyên dụng, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sẵn sàng làm ngoài giờ khi được yêu cầu. Vị trí kỹ thuật đồ họa, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thiết kế đồ họa, có khả năng sáng tạo và phát triển các ý tưởng thiết kế, sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ sản xuất đồ họa như Photoshop, Illustrator, 3D Max, Cinema 4D, Maya, Adobe After Effects, Smoke. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa truyền thông, truyền hình. Vị trí kỹ sư công nghệ thông tin, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, hiểu biết về MVC Frameworks, RAM, RESTful, OOP, Design Butter, có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu MS SQL, MSQL, MongoDB, xây dựng và phát triển các website, thao tác tốt với CSS, HTML và JavaScript, có kinh nghiệm trong việc tích hợp các third party, phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ ASP.NET. Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình trên nền tảng Android, iOS, có kiến thức về Design Butter, có kinh nghiệm về RESTful API kết nối từ app đến dịch vụ phía backend và xử lý ứng dụng trên nhiều kích cỡ màn hình khác nhau, có kinh nghiệm về lưu trữ dữ liệu offline, xử lý đa nguồn, tối ưu hóa performance và có ứng dụng demo là một lợi thế. Vị trí kỹ thuật viên, yêu cầu tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ điện ảnh truyền hình, có am hiểu về hệ thống thiết bị máy móc truyền hình. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế về hệ thống mạng, đã tham gia các khóa học, khóa đào tạo về bảo mật mạng, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, có hiểu biết về các hệ điều hành Windows Server, IIS, HP UX, Linux, Solaris, có kinh nghiệm xây dựng giải pháp hệ thống Unix và lưu trữ, các giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây trên nền tảng VMware, IBM, Cisco, HP, các giải pháp hệ thống mang tính sẵn sàng cao, HA, Clustering, v.v. Vị trí nhân viên Marketing, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương. Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày, đàm phán tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh. Có khả năng soạn thảo, thực hiện kế hoạch, phân tích và quản lý chương trình tốt. Có kinh nghiệm kiến thức về tiếp thị và bán hàng. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ YouTube, Facebook, Google. Vị trí nhân viên kinh doanh, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, ngoại hình khá, nhiệt tình, năng động, tác phong chuyên nghiệp, có khả năng nghe, nói, kỹ năng giao tiếp thuyết phục, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm với công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Hồ sơ dự tuyển xin gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, tầng 9, tòa nhà 23, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 024-44-501-307. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2018 trong giờ hành chính. Tiếp theo trên TV Blue, đẹp cùng sao hàng. VTC Now lần đầu tiên tại Việt Nam chỉ với một ứng dụng duy nhất. Những tin tức gần gũi đáng tin cậy. Xin chào quý vị và các bạn. Những cuốn sách hấp dẫn. Lần đầu tiên tay chàng được vòng quanh thân hình. Những bản nhạc giàu cảm xúc. Vì anh chưa bao giờ, chưa bao giờ. Xem mọi lúc. Sảng khoái mọi nơi.
thư giãn mọi khoảnh khắc. Mọi nhu cầu xem, nghe, đọc và tương tác của bạn sẽ được thỏa mãn với trải nghiệm mượt mà và những công nghệ tiên tiến nhất. VTC Now hoàn toàn miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng và Smart TV của bạn. Làm đẹp thay đổi bản thân bạn. Đẹp cùng Sáu Hàng.